Những năm Đông Hán, công nguyên 107, lũ to bất ngờ, tai họa ngập lụt, dân chúng làm than, bách tính khốn khổ. An đế còn nhỏ, Đặng Thái Hậu lâm triều nhiếp chính. Hán Thái úy Dương Chấn, Quan Tây phu tử Dương Bá Khởi, thời Hán được xưng là hiển nhân. Bốn đời có ba công tộc, như làn gió mát giữa nhân gian. Phu tử sống ở Hoa Âm, mở cửa là thấy núi Ngọc Liên. Vì có chuyện tới núi Tuyết Hành Sơn, hôm nay mới về. Người ngồi xuống nghỉ ngơi, ta hát người nghe một bài. Người ta cũng xuất thân hầu môn, cũng từng lỡ vào yến tiệc của hoàng thượng. Đây là thành Lạc Dương. Thường dân ở Hoàng Đông, khấu kiến hoàng thượng, hoàng thái hậu, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dương Chấn ngẩng đầu lên. Dạo này thái hậu lại hạ ngự chỉ, hạ chiếu chư hiền tiến cử quan lại. Ta nghe nói Dương Công học thức uyên thâm và còn đổ đầu kỳ thi hương. Ta muốn tiến cử ông cho Thái Hậu vào kinh nhận lệnh, báo đáp thiên hạ. Ông thấy thế nào? Thôi được, Đặng đại nhân, chờ ta sắp xếp xong việc nhà và chuyện ở học đường thì sẽ tới phủ tướng quân của ngài, nghe lệnh ngài sai khiến. Được. Ngươi là cái người được gọi là Quan Tây Khổng phu tử Dương Bá Khởi, Dương Chấn hiếu thảo liêm khiết đó ư? Là thảo dân. Tuy xuất thân thảo dân, nhưng phong thái hơn người. Đại tướng quân đã tiến cử với ta vài lần, coi bộ ngươi rất được đại tướng quân tin tưởng. Giờ khắp Kinh Châu đang gặp tai họa, dân chúng làm than, ngươi có chịu đi cứu trợ giúp dân, ra sức cho triều đình không? Thảo dân sẵn lòng. Dương Chấn nghe chỉ, phong làm thứ sử Kinh Châu, đi cứu trợ thiên tai giúp đỡ dân chúng, nhậm chức từ hôm nay. Thần tiếp chỉ. Hôm nay là ngày thứ sử mới nhậm chức. Các vị, chúng ta phải nắm bắt thời cơ này. Cho dù thế nào cũng phải dâng tấu vạn dân cho ngài. Phải. Đại nhân, đại nhân, sao rồi? Phát hiện kiệu quan ngoài cổng Tây Thành, chắc là thứ sử đại nhân. Được, 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 mau chuẩn bị ngựa, ngồi luôn đón tiếp. Giờ chúng ta đi đón đi. Đừng chen nữa, đừng chen nữa. Kho hết gạo rồi, về đi, về đi. Đừng chen nữa, đừng chen nữa. Đừng chen nữa, đừng chen nữa. Kho hết gạo rồi, về hết đi. Hết rồi. Thời buổi mất mùa đều thế cả. Thương nhân giàu có vì để kiếm tiền mà trữ lương thực tới cuối cùng. Đầu cơ càng lâu, giá càng đắt. Quan viên các nơi trục lợi béo bở trong đó. Bách tính chịu đói chịu khổ, còn bọn họ thì sống quan dâm vô độ. Chỉ mong thứ sử mới này là quan tốt hiểu lý lẽ. Phải, phải. Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Được rồi, nào cạn. Lại là hắn. Bắt lại đã. Chờ đón thứ sử đại nhân xong rồi tính.
Dương Mật, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Học trò biết. Hôm nay là ngày Thứ Sử Đại Nhân tân nhiệm tới nhậm chức. Biết mà ngươi còn sách động bách tính đi gây chuyện. Ngươi có biết thế là phạm tội nặng không? Theo hình luật Đại Hán, Đại Nhân, thiên tai liên biên, bách tính điêu đứng làm than, cực khổ khó mà chịu nổi. Nay thương dân giàu có nhưng bất nhân, bỏ mặc dân chúng, giá gạo ngày một tăng lên, chết đói cả ngàn người. Còn để mặc như thế, bách tính ắt sẽ bạo loạn. Học trò bất tài, rồi giết tấu vạn dân. Nếu đại nhân chịu tiếp thu ý kiến trong tấu sớ, thì sẽ xoay chuyển được cục diện hiện giờ, cũng là công trạng ngàn đời với đại nhân. Xin đại nhân nhận cho. Hay cho công trạng ngàn đời. Hôm nay ngươi cản đường bản quan, nếu lỡ việc đón Thứ Sử Đại Nhân, đại nhân gán tội, là ngươi tội đáng muôn chết. Mau đứng lên nhường đường cho bản quan, bản quan sẽ không truy cứu. Hôm nay bọn ta liều chết cản kiệu, trừ khi đại nhân dẫn tấu vạn dân, không thì sẽ quy mãi ở đây. Đại nhân, xin nhận cho. Xin đại nhân nhận cho. Người đâu, bắt lấy. Dừng tay. Thái thú đại nhân, cứu trợ thiên tai giúp đỡ dân chúng, sao có thể nói là gây chuyện? Hôm nay bách tính quy tại đây, nếu giờ ngài bắt người, ác sẽ bị dân chống lại. Tiểu dân to gan, sao có thể buông lời ngông cuồng? Nói chuyện với thái thú đại nhân, tại sao không quỳ xuống? Bách tính hàng đầu, xã tắc thứ hai, vua đứng cuối. Bách tính gặp quan, tại sao phải quỳ? To gan, bắt cho ta. Thứ sử Kinh Châu ở đây, ai dám hỗn láo? Mời Thứ Sử Đại Nhân. Xin mời. Xin mời. Đại nhân, đại nhân. Đại nhân vất vả rồi. Được rồi, đại nhân vất vả rồi. Các vị đại nhân mời ngồi. Được rồi, được rồi. Xin mời Thứ Sử Đại Nhân. Thứ Sử Đại Nhân, bụi bặm suốt chặng đường, đi đường vất vả, tiệc này chuyên bài để đón tiếp đại nhân, mong đại nhân đừng chê. Chốn võ chỗ ta đón tiếp không chu đáo. Đón tiếp không chu đáo sao? Đúng đúng đúng. Như vậy mà còn nói đón tiếp không chu đáo. Nếu đổi hết chỗ này thành lương thực, vậy thì có thể cứu biết bao nhiêu lê dân bách tính đây. Thứ Sử Đại Nhân, hôm nay là tiệc nhà, không bằng gì công, không bằng gì công. Tiệc nhà, đúng vậy. Tiệc nhà sao mà có bao nhiêu quan viên và thương dân tới đây thế? Thôi vậy, đúng lúc hôm nay ta có chuyện tuyên bố. Vậy mời đại nhân. Các vị, hôm nay Dương Chấn may mắn gặp gỡ mọi người, đúng lúc tuyên bố một chuyện. Kể từ hôm nay, Phủ Gia Châu quận các nơi đều phải dựng liều cháo cứu trợ giúp dân. Thương dân các nơi phải mở kho lương phân phát cho dân. Có mượn ắt trả, đăng ký vào danh sách. Chợ, tiệm lương thực bán cùng một giá. Nếu có ai dám đầu cơ tích trữ, nâng giá lương thực, bản quan sẽ nghiêm trị. Thực thi từ hôm nay. Các vị, giờ bách tính của chúng ta đang khốn khổ, chúng ta ăn nổi sơn hào hải vị này hay sao? Các vị, tôi nói như vậy có đúng không? Người đâu, đổi hết các món ăn thành lương thực cứu giúp nạn dân. Hôm nay Dương Mỗ hơi mệt, không muốn ăn. Các vị đại nhân, thôi về hết đi. Đây, đây. Đại nhân, đây là. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Ta viết tên ngươi vào rồi. Đa tạ đại nhân. Không có gì. Đại nhân, đại nhân. Đại nhân, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.
Đại nhân tìm ta. Người tới đúng lúc lắm. Mời ngồi. Dạ. Thánh dụ của Thái hậu, lệnh phủ gia Châu huyện Chiêu Hiền đãi sĩ rộng rãi, ai can đảm lên tiếng thì cho vào cung trọng dụng. Ta mong đợi ngươi, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Phải ra sức báo đáp cho triều đình, báo đáp cho bách tính. Đây là thư ta viết cho Đặng đại nhân, ngươi đem theo giao cho ngài. Ta nghĩ ngài ấy ắt sẽ cực lực tiến cử ngươi. Ân sư ngồi trên, xin nhận lễ khấu bái của đệ tử. Không cần đa lễ. Nhờ có ân sư yêu mến, học trò cảm kích khôn vui suốt đời. Nhớ kỹ, sau khi làm quan vừa phải báo đáp cho triều đình và còn phải có lòng yêu dân. Cũng không uổng công ta đã yêu mến con nhiều như thế. Học trò sẽ khắc ghi lời dạy của ân sư. Số bạc vụn này cho con làm lộ phí. Tạ ân sư. Thần xin tấu. Thứ sử Kinh Châu Dương Chấn sau khi phụng thánh lệnh tới nhậm chức, đã di phục đi thăm dò, thấu hiểu dân tình để cứu trợ thiên tai, mà thuyết phục thương dân cho dân mượn lương thực, rất nhanh đã dẹp yên hỗn loạn ở nơi đó, bình thiên hạ san sẻ cho bệ hạ. Dân chúng tung hô quan thanh liêm như thế nên được thăng chức ban thưởng, cho đảm nhận trọng trách. Đặng đại nhân nói có lý. Soạn chỉ tấn phong Dương Chấn. Đúng lúc biên quan lắm việc, Thái hậu bổ nhiệm Dương Chấn làm thái thú Đông Lai. Ân sư đi đường vất vả rồi. Học trò Dương Mật tiếp đón chậm trễ. Một ân sư lượng thứ. Mau đứng lên, mau đứng lên. Mời đứng lên. Nơi này không phải quan trường, chúng ta là thầy trò, cần gì phải hành lễ lớn vậy? Ân sư, dạo này vẫn khỏe chứ? Già rồi. Trong thư ta đã bảo đừng đón bà. Ân sư có ơn nặng như đuối với học trò. Giờ đi qua nơi học trò quản lý, lý nào lại không đón chứ? Vậy di sư xin đa tạ. Thân mang hoàng mệnh, được giao trọng trách. Ta nên ra sức cho triều đình, san sẻ cho dân, đâu thể màng tới chuyện già chứ. Ân sư không nghĩ tới việc tính toán cho ngày sau của ngày sau. Có nghĩ tới, chẳng qua là từ quan về giường, sống cuộc sống nhàn nhã thôi. Ân sư, học trò nghe nói ân sư có 5 người con trai. Ân sư có nghĩ tới việc để lại gì cho họ không? Dương Mật, sao hôm nay con ấp ả uống mãi thế? Có gì cứ nói thẳng đi. Ân sư, ý học trò là nhân lúc bây giờ chuẩn bị sản nghiệp cho đời sau để truyền cho con cháu. Được, chuẩn bị sản nghiệp. Ta cũng có nghĩ tới, trên đời có những người để nhà để ruộng cho con cháu mình, nhưng ta không muốn làm thế. Dương Chấn ta muốn để lại cho đời sau là sự thanh bạch liêm khiết. Ta nghĩ cái này sẽ hậu hĩnh hơn cả để nhà để ruộng gì. Ân sư, học trò biết người là quan thanh liêm, không tính góp gì nhiều. Dương Mật, còn có ý gì? Ân sư, nếu không nhờ người tiến cử, học trò làm gì có ngày hôm nay? Chính vì ơn tri ngộ này, người cho học trò tỏ chút tấm lòng đi. Chẳng lẽ 100 lượng vàng này là cái giá khi ta tiến cử con sau? Ân sư, học trò biết người làm quan thanh liêm chính trực, hai bàn tay trắng, nhưng chốn quan trường khó đoán, chìm nổi bấp bênh trong giáng bắc, người không thể không tính chuyện sau này. Người từng qua lại với ta đều biết con người ta, sao con lại không hiểu ta chứ? Ân sư ơi, ân sư, học trò biết rõ túi người rỗng đấy. Mới biết ân sư số tiền mấy năm qua về sẽ tiết kiệm được, chẳng lẽ người không hiểu cho tấm lòng hiếu thảo của học trò sao? Ân sư ơi, ân sư, học trò biết rõ túi người rỗng đấy.
Ân sư, người dẫn đi mà. Người xem, đêm hôm khuya khoắt, đêm khuya vắng lặng, không ai biết đâu. Thay cho câu không ai biết, trời biết, đất biết, con biết, ta biết. Đã bốn người biết hết rồi, sao có thể nói là không ai biết chứ? Khoan đã, ngày mai trước khi di sư đi, con treo bốn chữ kém ta viết trước sảnh đi, để làm lời răn. Ân sư, ân sư, học trò nhất định treo chữ của người lên tường để luôn nhắc nhở bản thân. Chuyện Dương Chấn nửa đêm khước từ vàng không lâu sau đã truyền khắp triều, thái hậu vô cùng tán thưởng. Cộng thêm đại tướng quân tiến cử, Dương Chấn nhận lệnh vào triều nhậm chức đại tiên đồng. Dương đại nhân, 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 ngài nhận đồ đệ của ta đi. Các vị bà con cô bác, chuyến này Dương Chấn ta đi, không biết bao giờ mới về. Đại nhân bảo trọng nhé, đại nhân. Đại nhân đi đường thuận lợi. Đại nhân đi đường thuận lợi nhé, đại nhân. Đại nhân đi đường thuận lợi. Đại nhân bảo trọng. Đại nhân bảo trọng. Đại nhân đi đường thuận lợi. Đại nhân bảo trọng nhé. Tạm biệt. Đại nhân. Đây là gì? Khởi bẩm đại nhân, chút quà mọn mong ngài nhận cho. Tính từ bản quan, bỏ cái lễ cũ này. Nói gì hay, kể từ nay bất kể là ai, chưa có con dấu hay thư của bản quan thì không được lấy cây kim sợi chỉ đào từ nội khố, không thì sẽ định tội trộm quốc khố. Cẩn thận cái đầu của ngươi. Khởi bẩm thái hậu, đại tiên nông Dương Chấn có việc xin tấu. Từ khi Dương Chấn vào triều, làm tròn chức trách chỉnh đốn quốc khố, trừng trị thương dân bán muối phi pháp, lòng dân ổn định, trẫm rất vui mừng là quan thanh liêm hiếm có gì tấu lên. Quốc khố trống rỗng, có những quan viên thấy lợi sáng mắt, xem trọng tiền bạc, khiến trời giận người quán than. Thần khẩn xin thánh thượng ra chiếu lệnh cho quan lại phú hào nộp tiền bổ sung quốc khố, nửa năm sau sẽ trả lại kèm theo lãi. Còn những tên quan lại tham ô phạm pháp, xa xỉ dâm loạn thì nên nghiêm trị để chấn chỉnh triều cương. Làm theo lời khanh tấu. Chẳng bao lâu, Dương Chấn công trạng hiển hách, từ đại ti đông thăng làm thái đường. Nay mời hai huynh đệ tới để bàn một việc. Ta suy nghĩ đã lâu, con cái hoàng thân quốc thích, ăn ngon mặc đẹp, đua đòi ngựa xe, từ nhỏ đã ham chơi, không lo học hành, mãi không thành tài, ắt có quả gì sau. Phượng di của chức huynh, sao lại dám tự ý nhận ngựa người ta tặng, khiến kẻ khác chiều theo ý thích, thừa cơ xu nịnh. Hoàng tỷ đối chí phải, có người cầu cạnh cha không nhận hối lộ, nên dám vào đám con cháu. Bọn ta ắt sẽ quản nghiêm con cái họ, chi thư đặt lễ sẽ dứt quả gì sau. Ta hạ lệnh triệu con cháu hoàng thân quốc thích vào cung, mở học đường, chăm chỉ học hành. Do thái thường Dương Chấn và tiến sĩ nhà Nho dạy kinh thư, thành tích ra sao sẽ kiểm tra định kỳ. Ta sẽ chấm bài mỗi lúc, cách này rất hay. Kế lớn trăm năm, đường lớn bằng phẳng mà đằng đẵng, đường lớn bằng phẳng mà đằng đẵng, đường hẹp nhỏ và dốc, đường hẹp nhỏ và dốc, chim dài cánh không nghỉ ngơi thấp, chim dài cánh không nghỉ ngơi thấp. Được.
Ngựa dài chân không đi đường chật chội, ngựa dài chân không đi đường chật chội, sải cánh bay vút trời cao, sải cánh bay vút trời cao. Hai đứa học hành cho tử tế, nếu không thi đậu ta sẽ chém chết hai đứa. Tài văn hay quá. Dương Luân là người ở đâu? Thái hậu. Dương Luân là người Trần Lưu Đông Hồn, thuở nhỏ nhà nghèo, học nhiều hiểu rộng, vì thần tình cờ gặp được ở bờ sông gần kinh thành nên bảo hắn tới ứng thí. Học trò nghèo trong thi khả có rất nhiều nhân tài, Ái Khanh tổ chức thi cử để chọn người, đúng là thượng sách. Năm xưa chọn người tài bằng cách tiến cử có nhiều chỗ chưa ổn, khó phân biệt được tốt xấu, nên cho thi sẽ thấy được thực lực. Trong số con cháu hoàng thân quốc thích có người nào đậu không? Nếm đếm trên đầu ngón tay, người có tài năng thực sự phần nhiều là học trò nghèo. Đám chơi bời lêu lổng này không được dạy dỗ tới nơi tới chốn. Cái đồ vô dụng, cô ta xử hai đứa thế nào? Dương Luân, nào, cậu mau xem bản vàng đề tên cậu. Cậu đã đổ đầu. Hiền sĩ mời đứng lên. Đã tả hồng ân của Dương đại nhân, Thái Thường Dương Chấn, cách thi chọn người tài này cực hay, thay thế cho cách tiến cử ngày xưa, tôn động nhiều bất cập. Chọn cho triều đình năm tiến sĩ như Trần Lưu, Dương Luân, còn con cháu hoàng thân quốc thích nhiều người đều không đậu. Con cháu được nuông chiều ăn con mặc đẹp, lại ham thích ngựa tốt, lấy đó làm tự hào. Thế là dạy dỗ chưa tới chốn, khiến trẫm lo lắng, lệnh cho cả triều đình tăng cường dạy dỗ, thăng cho Dương Chấn Ái Khanh lên chức tư đồ. Thần Dương Chấn tả hồng ân của Thái Hậu, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân tạ Thái Hậu. Chúng Ái Khanh có việc thì tấu, không thì bãi triều. Thần Đặng Khang có việc xin tấu. Nhiều ngày dân tấu lên thánh thượng, Thái Hậu nhiếp chính đã lâu, có nhiều tông sĩ an đế trai tráng đã có thể tự lập, trả quyền triều chính là lễ tất yếu. Xin khuyên thánh thượng suy xét. Chuyện trả quyền triều chính trẫm sẽ tự định đoạt, thần tử không được xì xào bàn tán. Kể từ hôm nay, khắp triều đình không được ban chuyện này nữa, kẻ làm trái chém không tha. Chi bằng sớm ngày buông thánh thượng ra để hưởng phước đi. Cáo huynh cũng nghĩ vậy à? Nhưng huynh xem, thánh thượng bây giờ đâu có ra dáng vua một nước chứ. Con muội chạy đi đâu? Đừng mà, bỏ ta ra. Thơm cái nào? Có lẽ hơi sớm thật.
Đừng có chạy, đừng chạy mà. Ta cũng muốn sớm ngày giao những thứ này cho thánh thượng lắm chứ. Nhưng mà ta phải làm sao cho xứng đáng với tiên hoàng. Phải. Nào thánh thượng. Hay lắm. Ăn nào. Nhiều tháng sau, muội muội, muội muội, mẫu hậu. Năm 121, Đặng Thái Hậu qua đời, An Đế nhiếp chính. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng khanh bình thân, tạ vạn tuế. Sau khi An Đế kế vị, triều đình đã thay đổi lớn. Thần tử có công trước đây ra sức cho Thái Hậu, đa số đều bị giáng chức. Còn hậu nhân Đặng Thị có nhiều người gặp bất hạnh, triều đình cực kỳ hỗn loạn. Nhóm Phiền Phong Dương Thánh càng giở trò nhờ đó. Ân sư, ân sư, người đang nhũ mẫu của thánh thượng và bọn gian nịnh kia. Du khống huynh đệ Đặng Thị ta muốn phế An Đế lập vua khác. Lão Phu cũng bị cuốn vào, phải gom tài sản trời kinh tới đất phong. Ý chỉ của thánh thượng không thể không nghe. Ta thấy người cứ tạm trời kinh sư về quê chờ thời cơ, quan tình của người rồi sẽ được sáng tỏ. Tài đức sáng suốt của ân sư có mà không biết. Ngài được xếp vào hàng tam công đó, Giang Sơn Đại Hán. Phải nhờ mọi người phò tá rồi. Ân sư lo xa quá rồi. Chúc người thượng lộ bình an. Được, đại nhân mời về cho. Mời về, mời về. Bá Vinh con à, mau rót rượu cho hoàng huynh đi. Mẫu thân, cô đã không ngừng rót cho hoàng thượng rồi. Diệt trừ tông tích Đặng Thị, trẫm mới có thể an nhàn tấm thân. Chuyện nhiếp chính mà xong sớm thì người đã được tự do mấy năm trước rồi. Mẫu thân nói chí phải, nhưng Thái Hậu khăng khăng không chịu, trẫm cũng không có cách nào. Thánh thượng, tông thất chỉ có Đặng Khang đại nhân, không gãy thân thích, thẳng thừng can gián, khuyên Thái Hậu trả quyền triều chính. Ngài ấy thật là đáng kính trọng. Chuyện trả quyền triều chính, ngài cũng có công lớn mà. Vậy trẫm phải sắc phong cho khanh. Thánh thượng tài đức sáng suốt như vậy là may mắn của bá quan. Phiền phong cảm tạ hồng ân của thánh thượng. Miễn lễ. Tạ thánh thượng. Thánh thượng, phủ của Nhũ Mẫu và Dinh Di từng bị chia làm hai chỗ, giờ nên sửa lại hợp làm một. Xin hoàng thượng hạ chiếu thư, hạ quan sẽ đi sắp xếp. Được, được, được. Tại sao mẫu thân không nói sớm? Thánh thượng vừa lâm triều nhiếp chính, ta sao dám làm phiền đây?
Thánh thượng, Tây Khương dẫn binh tới Kim Thành, Hiệu Quý Mã Hiền đang chặn đánh, chỉ là thiếu lương thảo, không đủ binh lực. Tông Tiên Bi chiếm cứ Ung Quan, thần đã cử Độ Lưu tướng quân và Thứ sử U Châu điều quân chi viện. Chuyện biên giới nhiễu loạn, quốc cũ tự lo liệu đi. Dạ. Quốc cũ đại nhân, chuyện hạ quan giờ ngài nối với Dương Chấn đại nhân, ngài đã nói chưa? Trung thường thì yên tâm, chuyện này bản quan tự biết sắp xếp. Để Dương đại nhân chờ lâu xin lượng thứ. Chấp Kim Ngô Diêm Hiển khấu kiến Tư Đồ đại nhân, bản quan trước nay không nhận quà đâu, xin ngài giận. Diêm đại nhân, lần này ngài tới có gì chỉ giáo? Hạ quan có đứa cháu hiếu học từ nhỏ, thông minh hơn người, có tài đọc một lần là nhớ, phiền Dương đại nhân tiến cử cho thánh thượng để nó có một chức vụ. Triều đình chọn người tài thì cần tam phụ tiến cử và thượng thư chính thức viết văn thư. Chỉ dựa vào việc mình tự nói với nhau, bản quan thực sự khó nghe theo lắm. Dương đại nhân đã không chịu giúp, vậy thì hạ quan xin cáo từ. Thứ không tiễn xa. Dương đại nhân, chuyện lớn không hay rồi. Sau khi Đặng đại tướng quân về quê, nghe nói huynh đệ Tông Thất có người bị giết, người bị đài tới biên quan, người bị nhốt vào ngục, bị phẫn sầu khổ, không bàn cơm nước, cùng Phượng Nhi tuyệt thực nhiều ngày. Hai cha con cùng nhau về trời rồi. Gì cơ? Về trời rồi. Về trời rồi. Được. Triều sớm ngày mai, chúng ta dừng tổ. Đại Hồng Lư cảnh bảo biết cách điều khiển ra quân đại thắng, bình định giặc Khương, san sẻ gánh lo cho trẫm. Tư Đồ Dương Chấn tinh thông cổ kim, làm quan chính trực, cả triều ngưỡng mộ là tấm gương sáng. Hiệu ý Diệt Kỵ Đặng Khang lên tiếng việc tráo quyền triều chính, hôm nay mời về kinh sư, trẫm rất vui mừng. Hạ chỉ phong Đại Hồng Lư cảnh bảo làm đại tướng quân, Tư Đồ Dương Chấn làm thái úy. Thần tạ thánh thượng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Di An Hầu Đặng Khang làm thái bộc, thần tạ hoàng thượng long ân. Khởi bẩm hoàng thượng, đại ti đông Chu Sủng cởi trần kéo theo quan tài tới thượng triều gặp vua. Đại ti đông Chu Sủng khấu kiến thánh thượng. Chu Sủng, hôm nay sao khanh cởi trần vào điện? Tông Thức Đặng Thị được cả triều ngợi ca người hiền, xong việc rút lui như nước nhường ngôi, ngoại thích bao đời không ai sánh bằng, vậy mà lại bị lời buộc phía từ cung dân Du Khống, cả nhà bảy người chết thức chết tưởi. Cha con Đặng Chức càng phải gọi là oan hồn. Thần khẩn xin thánh thượng thả đám con côi, an táng hữu hỉnh, cho người sống trở về đáp tạ dung linh. Khẩn xin thánh thượng minh xét. Khởi bẩm thánh thượng, đại ti nông Chu Sủng cởi trần tới chịu chết, ban quan tài tỏ chí, tình cảm chân thực cảm động lòng người. Lời nói đổi chủ chỉ toàn là đồn đại. Tông Thất bị du quan, Trung Lương bị hãm hại, Đặng đại tướng quân tuyệt thực qua đời, trời đất căm phẫn. Nay thần đau xót, thần khẩn xin hoàng thượng rửa sạch oan khuất để an lòng hồn trung nghĩa. Rửa sạch oan khuất để an lòng hồn trung nghĩa. Chúng khanh đứng lên đi. Theo lời tấu của chúng thần, trẫm chiếu lệnh Tông Thức Hoàng Thất, người còn sống cho về kinh ở.
Ngươi đã xuống mồ an táng ở Kinh Sư, làm lễ tế an ủi hồn Trung Nghĩa. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phải, phải, phải. Diêm đại nhân, Tư Không đại nhân, đệ đệ của Phiền đại nhân, ta đã bố trí ở phủ tổng chính. Đa tạ Tư Không đại nhân yêu mến. Diêm đại nhân, cháu trụ của đại nhân, ta đã thu xếp nhậm chức ở thiếu phủ. Hạ quan cảm kích khôn nguôi, sau này ắt có báo đáp. Đa tạ đại nhân, đa tạ. Lần này đa tạ Lưu đại nhân. Phải, phải, phải. Ba vị đại nhân, thì thầm ở đây làm gì thế? Dương Mama, Dương Mama, Dương Mama, chờ Thánh Thượng hạ chiếu thư, thần sẽ lệnh cho Đại Ti Nông vận chuyển đá gỗ xây nhà cho Dương Mama. Chuyện Thánh Thượng hạ chiếu, xin Lưu đại nhân yên tâm. Dương, thật kính, để hai vị đại nhân chờ lâu. Thái quý bộn bề việc công, hạ quan còn tới làm phiền. Không biết hai vị đại nhân dùng bữa chưa? Ăn rồi. Vậy được, vậy thì mời uống trà. Đại nhân, hôm nay tới đây là có việc quan trọng bẩm báo. Có gì muốn nói xin cứ nói thẳng. Đích mẫu Thánh Thượng cảnh cơ, sống ở Cam Lăng, để tới thăm cảnh đại quý nhân. Người đã hạ chiếu lệnh cho mẹ con Dương Thánh làm chính phó sứ tới Cam Lăng cúng bái lăng miếu. Quan viên bậc thái thường thái bộc đang chuẩn bị xuất phát. Việc lớn như cúng bái sao có thể xem là trò đùa? Để mẹ con dâm loạn đầy tới Cam Lăng, triều đình xôn xao, mặt mũi văn võ bá quan cả triều biết giấu đi đâu đây? Xin thái úy giao tấu với Thánh Thượng, ngăn chặn hành vi xấu để an ủi dân tình. Chuyện này ta có biết, nhưng ngặt nổi giờ Thánh Thượng vì mẹ con họ đeo bám, khăng khăng cố chấp, không nghe khuyên nhủ, rồi còn dám gian nịnh quốc cũ cảnh bảo, trung thường thị phiền phong và chấp kim ngô diêm hiển mưu tính vào nữa, không hề kiêng để ai. Thôi được, vậy chờ ta viết tấu sớ tự dâng cho Thánh Thượng. Nữ dân lộng quyền, nước ắt không yên. Nữ dân lộng quyền, nước ắt không yên. Làm loạn thiên hạ, sỉ nhục kháng thức, dí bẩn nhật nguyệt. Thánh Thượng, đây là tội nghiệp cực lớn. Đây đây đây, nếu như lời thái quý Dương Chấn, nữ tử xuất thân hèn kém như ta thì nên lập tức đuổi khỏi cung, để mẹ con ta xin ăn hoài phố hay vào chốn phong trần sống hết cuộc đời. Mẫu thân đừng như vậy. Lời của thần tử cứ mặc kệ đi. Ơn nuôi nấng, trẫm ắt báo đáp. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, tạ hoàng thượng. Khởi tấu Thánh Thượng, việc sai sứ tới Cam Lăng cúng bái, thần nghe đối sứ giả quy nghi hiển khách, chấn động quận huyện, cả ngàn dương hầu ra thành đón, phủ phục dưới váy bà ta, sai người sửa đường, ngừng việc xây dựng, trưng dụng vô số khổ sai, bốc lột dơ vét, hối lộ cả ngàn vạn bốn. Đúng là trời giận người quán, triều đình bàn tán. Thần mong Thánh Thượng rút ra bài học, không thể hại nước hại dân. Phải,
Ái Khanh nặng lời rồi, thiên tai quá do người làm là lẽ hiển nhiên. Mẹ con Bá Dinh đi sứ Cam Lăng là ý trẫm không phụ sứ mệnh, vô cùng vất vả. Trẫm phong cho làm giả Dương Quân, khởi bẩm thánh thượng, lời thượng thư bộc nói câu nào cũng thật, không trách cứ mẹ con họ mà còn tấn phong thêm, há chẳng phải làm người đời cười nhạo? Tư Thông Lưu Thụ có việc xin tấu, thần nghĩ đi sứ Cam Lăng là tỏ lòng hiếu thảo. Hai mẹ con giả Dương Quân đi đường chức giả vô cùng cực khổ, biểu dương tấn phong là nên làm. Được thôi, chúng Khanh gia còn gì muốn tấu không? Hôm nay trẫm thấy mệt quá. Bãi triều. Bãi triều. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nữ nhân lộng quyền, nước không còn yên ổn nữa. Mẹ con Dương Thánh đi sứ Cam Lăng, dừng quán than suốt dọc đường. Vua không trách phạt mà còn phong dương. Phải, xưa nay phụ nữ can thiệp triều chính, triều cương ác loạn. Quân dương mà chìm trong tủ sắt thì cái thối mục nát ắt sẽ lên ngôi. Tư Thông Lưu Thụ là nịnh thần. Năm xưa hắn làm thái thú Kinh Châu, lão phu tới nhậm chức. Biểu hiện của hắn, bản quan vừa nhìn đã rõ mười mươi. Dạo này qua lại thân thiết với quốc cũ nhũ mẫu, đây mới là điều ta lo nhất. Thánh thượng, thần thái quý Dương Chấn có việc xin tấu. Mời tấu. Quận huyện Kinh Sư gặp tai họa liên miên, lũ lụt, hạn hán, nạn châu chấu, động đất, mưa đá, bách tính đối khát, không được ấm no. Ba biên giới bị quấy nhiễu, chiến tranh liên tục, vốn liếng thiếu hụt, quốc khố trống rỗng. Mẹ và con Dương Thánh nhiều lần tới Cam Lăng quấy rầy quận huyện, chi phí đồ ban thưởng đã đếm không xuể. Nay chiếu thư lại cho hợp nhất hai căn nhà của họ, xây dựng điêu khắc cực kỳ tinh xảo, hao tốn cực nhiều. Thần nghe nhà sư nói, vật cùng tắc biến, vật cực tức phản, mong thánh thượng bãi bỏ. Tư Không Lưu Thụ: có thần, trẫm hạ chiếu sửa sơn nhà cửa cho giả Dương Quân. Tại sao lại tốn gỗ đất, hao tiền tài? Điều này trẫm lệnh cho Khanh điều tra, thành thực khai báo. Dừng. Hạ Giang Dương gửi một bản tấu, vô dân đen Triệu Đằng tấu lại. Tiểu dân vô tri, cũng dám xía vào triều chính. Chấm lệnh Tư Đồ cử người tới Hà Giang, giải Triệu Đằng về Kinh Sư, trị tội theo pháp luật. Mời. Triệu Đằng, thái quý đại nhân tới thăm ngươi đây. Hiền sĩ khỏi đứng lên. Để ngươi chịu khổ ở nhà lao rồi. Tiểu dân vô tri, một bản tấu chương mà kinh động triều đình đến thế. Đây là điều ta không ngờ tới. Đại nhân đêm hôm tới đây, thực sự không dám nhận. Chuyện của ngươi Đỗ đại nhân nói với ta rồi. Hiền sĩ đúng là bậc hiền tài. Ta đã xem tấu sớ của ngươi, chữ nào cũng đầy chân tình, cảm động lòng người. Bản quan nhất định sẽ đích thân đi gặp hoàng thượng, khẩn xin hoàng thượng xá miễn cho hiền sĩ. Tiểu dân Triệu Đằng, ngươi biết tội không? Thảo dân vô tội, là tiểu dân, dựa vào đâu mà luận bàn chính trị? Dạch trần triều chính, nhục mạ quân dương, còn nói vô tội? Nếu thánh thượng là minh quân,
thì nên làm rõ điều dân chúng thỉnh cầu. Trong tấu chương viết rõ ràng rành mạch, nêu rõ nỗi khổ của dân, già trẻ lao động khổ sai, mồ hôi đẫm lưng, hạn hán lũ lụt, nạn châu chấu mưa đá, gió bão động đất tai họa không ngừng, thêm chiến tranh quấy phá, đói nghèo bệnh tật, thuế má phụ phiền, trưng dụng binh lính, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, dân gian đối khổ ai nào biết đâu. Mệnh quan triều đình phần đông là bọn thối nát, tham ô phạm pháp, phung phí vô tội, tiệc tùng ăn chơi nhét đầy túi riêng, vua nào thấy nhũ mẫu dương thánh tới cam lăng cúng bái, dân phải lót đường. Còn quan viên triều đình tiễn đưa 10 dặm, xe phượng qua lệ cực kỳ oai phong. Dương gia vì phủ phục dưới váy thạch lụa đã tặng chàng bạc châu báu, ngựa xe qua lại chở về không ngớt. Nhà cửa son và nhà cửa gỗ, khoảng cách giàu nghèo phân chia sang hiền, chẳng nói hết được sự bất bình đẳng ở dân gian. Phản dân to gan, người dám xúc phạm giả dương quân trước kim điện, lăng nhục chúng thần. Lời Triệu Đằng ta nói câu nào cũng là thật. Nhũ mẫu của hoàng thượng đã quay thế kia, vậy đương triều là hôn quân hay minh quân? Lôi phản dân ra xử chém. Khoan đã, khởi bẩm thánh thượng, Triệu Đằng ở Hà Giang dân tấu vạch trần, bàn luận chính trị đương thời, gan dạ đáng khiêng, chỉ là ngôn từ hơi quá khích. Nhưng hắn nói vì nỗi khổ của bách tính, việc xấu của quan lại tham ô, câu nào cũng là thật. Thần nghe kể, thời Nghiêu Thuấn để trống can gián, lập bi dèm pha ở giữa triều. Thánh thượng thánh minh, xin đón nhận lời của bề tôi trung thành. Việc làm của Triệu Đằng khác với kẻ cầm đao cướp của giết người. Thần khẩn cầu hòa thượng ban ơn cho Đằng, để khích lệ người thẳng thường can gián. Đó là may mắn của triều ta. Khởi bẩm thánh thượng, nhà Triệu Đằng có mẹ già 80 tuổi, bệnh liệt giường, niệm tình hắn hiếu thảo, được người dưới quê ca ngợi hiền tài mà xá miễn tội chết, tác thành cho hắn trung hiếu vẹn toàn. Khởi bẩm thánh thượng, thần thấy Triệu Đằng tuy là tiểu dân nhưng cứng đầu ngang ngạnh, lòng phản trắc rõ ràng, những bạn hắn ắt thành mối họa. Khẩn xin thánh lệnh đem ra chợ chiếm, đem ra chợ chiếm. Một tên tiểu dân làm loạn triều cương, giải tiểu dân Triệu Đằng ở Hà Giang vào tử lao, giờ ngọ ba khắc ngày mai chém đầu giữa chợ. Triệu Đằng hiền sĩ, Lão Phu cực kỳ hổ thẹn. Thân đứng đầu tam công mà không thể giữ mạng ngươi, thật sự rất hối tiếc. Nào hiền sĩ, uống chén rượu biệt ly này đi. Ân tình của đại nhân, tiểu dân đón nhận từ lâu, chỉ trách thánh thượng không nghe lời trung trinh. Triệu Đằng ta tuy xuống suối vàng nhưng vẫn biết tôn triều có một tớ hiền thần, thấu hiểu dân tình, lo cho nước cho dân. Hiền sĩ, mẹ già của ngươi
lão phu sẽ chăm sóc. Không không không, đại nhân. Ở đó hiền sĩ chết nơi tha hương, sao mẹ ngươi an lòng được, đầu lìa khỏi xác, quan hồn khó tan. Đế quân tiền triều hãy tới viếng Thái Sơn để tế ơn trời, để tạ tổ tiên. Trẫm đăng cơ đến đây đã nhiếp chính được 4 năm, nhưng lúc còn trẻ đi tuần tế lỗ ở phía đông, leo đỉnh Thái Sơn tế trời cúng tổ tiên, mong cho quốc thái dân an. Thánh thượng minh xét hành động đi tuần phía đông sẽ lưu danh sử sanh soi sáng nhật nguyệt. Lúc trẫm đi tuần phía đông, có ái khanh Dương Chấn ở lại kinh quản lý mọi việc, các bộ tranh thủ chuẩn bị, mấy ngày nữa khởi hành. Dạ. Di thần Phiền Phong khấu kiến Giá Dư Quân điện hạ. Ở trong phủ không cần đa lễ, bình thân. Tạ điện hạ. Các người lui đi. Dân lấy được đồ chưa? Mời mama xem. Thái úy Dương Chấn hạ lệnh canh gác khắp trong ngoài cửa cung, giờ ra vào bất tiện lắm. Ai dám cản trung thường thị chứ? Di thần khó lắm mới lấy được chiếu thư này từ tay thái giám. Hắn cuộc chơi quả ít, di thần đã bù vào mới đóng được dấu ngọc tỷ. Quốc cũ cảnh đại nhân, Tư Không Lưu đại nhân, Chấp Kim Ngô Diêm đại nhân đều tháp tùng thánh thượng, trời kinh đi tuần phía đông, mình cũng chỉ có thể mượn dịp này sửa sang lại phủ đệ của họ. Dương Mama xin yên tâm, giờ các nơi đều đã khởi công, lấy chiếu thư chỉ để phòng hờ. Khởi bẩm Dương Mẫu, Trung Thường Thị, công trình các nơi đang thiếu gỗ đá, giờ đã ngưng làm để chờ vật liệu. Tại sao không tới chỗ Đại Ti Nông lĩnh? Cử người đi rồi, Đại Ti Nông muốn xem chiếu thư mới phát vật liệu. Chu Sủng này là thuộc hạ của Dương Chấn, không thể không phòng. Điện hạ, ban thánh chỉ cho di thần đi. Không ngờ mới lấy được chiếu thư mà đã dùng đến rồi. Ngự chỉ của thánh thượng, phủ đại tướng quân Phủ Tư Không, phủ Chấp Kim Ngô, nhà cửa lâu năm không được tu sửa, không thể ở được, thế nên cần điều gỗ đá, tiền và lương thực ở chỗ Đại Thi Nông dùng để cho việc chữa sửa. Khâm thử. Thần tuân chỉ. Chiếu thư đã hạ, phải điều gỗ đá ngay. Nếu lỡ thời hạn thi công là hỏi tội ngươi. Chu đại nhân, phát hiện chiếu thư có vấn đề à? Đại nhân, hạ quan nghi là chiếu giả, mới vội trình lên đại nhân xem.
để phân biệt thật giả. Xem này, vết mực ở trên ấn đỏ rõ ràng là chiếu thư đã đóng dấu ngọc tỷ rồi mới điền vào đám định thần này. Nhưng lúc hoàng thượng đi tuần phía đông, kinh sư vô chủ dám điều động đất đá để xây sửa phủ đệ, trộm tiền và lương thực, là cái đám ô hợp. Có bản chiếu thư giả này, chỉ chờ thánh thượng về triều rồi mình bẩm lên. Ta nghĩ cái đám ô hợp kia sẽ lồi đuôi ra, chúng ác bị nghiêm trị. Mama, phiền thường thị tứ phủ có việc quan trọng cần bàn với mama. Làm phiền mama nghỉ ngơi rồi, sự việc hệ trọng không dám chậm trễ. Chẳng lẽ chiếu thư lộ tẩy? Đúng vậy. Sau khi đại thi nông nhận thánh chỉ, đã lập tức đem chiếu thư tới phủ thái úy, còn hạ lệnh từ chối phát gỗ đá dùng xây sửa. Sau khi thánh thượng về cung, thái úy Dương Chấn ác sẽ tố cáo tội làm giả chiếu thư, vậy thì gây to. Không được. Các phủ xây nhà hao tổn rất nhiều, khi sợ hoàng thượng mà truy cứu thì không gánh nổi tội. Chuyện tốt chúng ta mưu tính phần lớn đều bị Dương Chấn phá. Ta thấy kẻ này ở trong triều thì mình không sống yên được. Mama, hoàng thượng đi tuần, thái úy ở lại kinh, chúng ta tố hắn âm mưu phạm thượng, đại nghịch bất đạo đi. Dinh cô nương thông minh hơn người, thông minh thì thông minh, nhưng sao gán cho hắn tội phản nghịch được? Muốn giá họa thì thiếu gì cớ. Điện hạ, xin cho di thần nghĩ cách. Bẩm thái công, thái úy Dương đại nhân xin gặp. Thái úy đại nhân đến rồi sao? Mau mời vào. Dạ. Mời thái úy. Thái sử công đại nhân. Hạ quan không biết thái úy đại nhân giá lâm, không đón từ xa đắc tội rồi. Không cần hành lễ đâu. Lão phu bận biểu triều vụ, ngày đêm đủ việc. Ta muốn tới thăm thái sử công lâu rồi, giờ đang lúc hoàng thượng đi tuần phía đông, hôm nay dành thời gian rảnh tứ phủ thăm hỏi, mau mời vào. Thái úy Uyên Bác đứng đầu tam công, làm quan thanh liêm, triều đình ca ngợi tài đức, là tấm gương cho hán thất. Ngày quá lời rồi, ai mà không biết thái sử công thuộc lào ngũ kinh thạo lục khí, trên biết thiên văn dưới tường địa lý, còn là quả sư bậc thầy nổi danh nữa. Thái úy quá khiên. Cơ mà hạ quan ác dùng nét vẽ kém của mình vẽ một bức cho thái quý. Đa tạ. Ta chờ tranh của đại nhân đấy. Cái này là thứ gì? Thứ này tên Hỗn Thiên Nghi, có thể quan sát sự biến đổi của thiên tượng và trời trăng sao, có thể tính ra nhật và nguyệt thực. Đây là báo vật đó. Khéo tay tinh xảo thế này. Thái sử công, nó có thể tính ra thiên tượng lạ không? Thần tính ra ngày Tân Mùi, thái bạch lên cao, có phạm phải kiên kỵ gì không? Có điều, xét từ mặt này, bán tính bán nghi,
có thể đông đưa giữa hai bên. Thái sử công, có gì nói thẳng. Chim tinh nói: Thái bạch lên cao, binh vào cổng cung. Lại nói: không dông quốc thì cũng mưu phản. Nói vậy, không phải binh biến dông quốc thì cũng là tiểu nhân âm mưu phản chủ. Hạ quan vốn định báo thái quý thiên tượng này, nhưng chưa tới ngày, không thể nói quá sớm. Không, chuyến đi hôm nay thu hoạch lớn. Thái sử công đại nhân, ta chỉ mong ngài cẩn trọng về chuyện này. Xin thái úy yên tâm, chuyện này sẽ không có kẻ thứ ba biết. Được. Mama xem, cảnh đẹp trong hoa viên mình cũng hơn ngự hoa viên trong cung rồi. Phải. Sau khi hợp nhất hai nhà, diện tích to lớn, với lại còn sửa mới, đều là công của bọn Phiền Thường Thị. Phải. Di thần bái kiến Giả Dương Quân. Vậy từ đâu ra vậy? Mới tới, thấy Dương Mama và Dinh cô nương đang ngắm trăng ở hoa viên, nên không dám làm phiền. Không có Phiền Thường Thị bỏ công thì làm gì có ngày lành cảnh đẹp như hôm nay. Phải mời trụ đáp tạ mới đúng. Đó là việc Di thần nên làm thôi. Không còn sớm nữa, có việc gì thế? Di thần tới chúc mừng Dương Mama. Chúc mừng. Chúc mừng gì? Ngày chết của thái quý Dương Chấn đã sắp cận kề. Tai mắt trong phủ thái úy tới báo, Dương Chấn đi gặp thái sử lệnh Trương Hành. Trong lúc nói chuyện, chúng dắt ngày tân mùi thái bạch lên cao. Không phải họa binh biến thì cũng là mối họa phản chủ dòng quốc. Trời cũng giúp ta, ta tố hắn khi quân phạm thượng. Thần Phiền Phong xin đón thánh giá, vinh quang trở về kinh sư. Ái Khanh Bình Thân, tạ hoàng thượng. Tại sao không thấy thái quý Dương Chấn? Thái quý Dương Chấn. Tại sao lại cười? Thần chức quan thấp bé, không dám bàn luận bừa bãi. Trẫm tha Khanh vô tội, cứ nói thẳng đi. Thánh thượng, lúc này Dương Chấn đang uống rượu cùng kỹ nữ, tìm niềm vui trong phủ. Ái Khanh lo xa rồi. Dương Chấn không phải người như vậy. Xin thánh thượng lên xe về cung. Hộ vệ, đại giá của thánh thượng có qua đây không? Đại giá của hoàng thượng đã vào thành đã lâu, chắc vào cung lâu rồi. Phen này gây rồi. Đại nhân, e là chúng cho một dấu trước rồi. Mau. Giả Dương Quân Dương Thánh dẫn tiểu nữ bá dinh tiếp giá đi đường vất vả, xin chúc thánh thượng bình an. Mẫu thân Dinh muội muội mau bình thân, làm phiền ngươi đón từ xa. Cùng vào cung đi. Không được vào cung đâu. Vì sao? Thái tử lệnh
tính ra thiên thượng biến động, thái bạch lên cao, vào cung lúc này sẽ tổn hại cho thánh thượng, xin hoàng thượng suy xét lại. Trung thường thị, có chuyện này không? Thánh thượng, lời giá dương quân rất đúng, còn nói không phải họa binh biến thì cũng là phản chủ giết vua. Hoàng thượng đi tuần thái sơn phía đông, có chim ngũ sắc tụ tập ở tề lỗ, là điềm chim yêu không lành. Dùng lịch thành lăng gia, lại có lời đồn về hoàng long xuất hiện. Hôm nay thái sử lệnh tiên đoán thiên tượng biến động, xin hoàng thượng khoan hãy vào cung để tránh họa hung, đón điều tốt lành. Khởi bẩm hoàng thượng, từ sau khi người rời kinh, thái úy Dương Chấn cậy công ngạo mạn, xem thường thánh thượng, kết bè kết phái, xây mật thất mưu đồ bất chính, xin thánh thượng minh xét. Lúc này vẫn không thấy Dương Chấn tiếp giá, rõ ràng là khi quân phạm thượng. Xin hoàng thượng dời gót tới phủ thái hậu, chờ qua giờ hung hẳn vào cung. Bẩm hoàng thượng, giả dương quân nói chí phải, quan sát thiên thượng bối các hung, không thể không tin. Khẩn xin hoàng thượng di giá tới phủ thái hậu. Di giá tới phủ thái hậu. Thái úy, hoàng thượng về cung rồi sao? Bẩm thái úy, hoàng thượng không vào cung. Không về cung, đi đâu rồi? Di giá tới phủ thái học rồi. Phủ thái học, mau tới phủ thái học ngay. Được. Khởi bẩm hoàng thượng, thái úy Dương Chấn mãi không tới, ắt hẳn là có nguyên do. Chờ ngày ấy đến thì sẽ rõ thôi. Khởi bẩm hoàng thượng, thái úy Dương Chấn bao che cho Triệu Đằng, ý định cấu kết nghịch tặc, nguy hại tới triều đình. Khẩn xin hoàng thượng bắt Dương Chấn lại trước, hẳn vào cung. Dương Chấn là danh do một thời thanh bạch liêm khiết, cả triều đều biết, đâu thể xem thường Dương Pháp như vậy. Thần cho rằng Dương Chấn là người đặng chức đại tướng quân tiến cử, được hoàng thái hậu sủng ái, là quan lại phe cánh cũ, không hai lòng mà được sau. Thánh thượng về triều là đại lễ, thái úy đứng đầu tam công, ở lại kinh thành, đổ thánh giá về cung là việc lớn hàng đầu hôm nay. Thánh thượng vào kinh đã lâu mà vẫn không thấy Dương Chấn tới tiếp giá thỉnh an, thế chẳng phải không coi thánh thượng ra gì sao? Ý các khanh thế nào? Thường cho rằng nhưng lúc Dương Chấn chưa mưu phản trót lọt, đánh đòn phủ đầu bãi chức thái úy, thu lại ứng chương không được. Bẩm hoàng thượng, thái úy tuổi đã cao, lo trong mượn ngoài, trung thành báo quốc, thanh bạch liêm khiết, sao lại hai lòng được chứ? Không thể nghe lời một phía, làm hại trung lương. Hôm nay không thể đón từ xa, ắt có lý do. Cho thái úy diện kiến hoàng thượng là sẽ rõ thôi. Thần khẩn xin hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng, không trường nghịch phản thì khó vào cổng cung. Hoàng thượng đi suốt dọc đường, ngựa xe vất vả, đêm không về cung, long thể sao an khang được? Sao có thể vì một mình Dương Chấn mà khiến long thể bất an cả ngày lẫn đêm? Khoan, các người không nhận ra ta hay sao? Ta là thái úy Dương Chấn, Dương đại nhân. Hoàng thượng đang nghỉ bên trong, không gặp ai hết. Vậy thì xin báo lại với hoàng thượng, cứ nói thái úy Dương Chấn có đại sự quân cơ quan trọng bẩm báo hoàng thượng. Hiệu quý, Dương đại nhân có việc quan trọng muốn diện kiến thánh thượng, không thể chậm trễ. Không cần đâu. Dương Chấn tiếp chỉ. Thần nghe chỉ. Thái úy Dương Chấn cậy công ngạo mạn, kết bè kết phái, âm mưu làm phản, xem thường thánh thượng, khiến tin tưởng nghịch hành, trẫm khó yên lòng. Vì thế bãi chức thái úy, thu lại ứng chương. Diên Quang năm thứ ba, ngài Nhâm Tuất khâm thử.
khâm thử tạ chủ long ân. Thần tiếp chỉ. Dương đại nhân có. Giao ứng chương ra đi. Tiểu nhân không trừ, nước ắt không yên. Giờ lành tới, thánh thượng khởi giá về cung. Từ khi thánh thượng về cung, nhiều ngày không chịu lên triều sớm, ở mãi chúng thăm cung, bỏ bê triều chính. Bọn ta vừa không thể gặp vua, vừa không thể dâng tấu sớ. Quan tình của đại dân ngày nào mới được rửa đây? Hoàng quan ngoại thích, câu kết trong ngoài, khiến thánh thượng mắt nhắm tai ngơ, tối ngày chìm trong tủ sắc, làm sao mà được? Phải, chúng ta xông vào cung liều chết càng gián. Được, được. Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Tuyệt đối không được đâu. Mọi người không được hành xử lỗ mãng. Đừng vì Dương Chấn ta mà gây họa to hơn nữa. Mọi người phải bàn tính lâu dài. Thánh thượng xem. Thánh thượng khởi bẩm thánh thượng, các đại thần xin hoàng thượng lên triều sớm ngày mai. Ngươi đi bảo họ cảm thấy lòng thể mỏi mệt, cần đi nghỉ ngơi dài hơn. Ngày nào thượng triều thì để bàn sau. Tuân chỉ. Thỉnh an hoàng thượng. Trong cung như ở nhà, miễn lễ. Đứng lên, tạ hoàng thượng. Cùng tới ngắm bảo vật đi. Nếu thích gì thì cứ lấy. Không được, không được, cho vào ngự khố hết đi. Bẩm hoàng thượng, sau khi Dương Chấn bị cách chức, thâm tâm không phục, từ chối tiếp khách, không ra khỏi cửa, oán hận ngút trời. Khởi bẩm thánh thượng, đám Trần Trung, Đỗ Căng, Chu Sủng dẫn ra vào phủ thái úy, giao tình sâu nặng, âm thầm bàn bạc, thánh thượng không thể không phòng. Nếu đã vậy thì đẩy hắn về quê cho yên ổn đi. Hoàng thượng thánh minh. Dương Chấn ở Hoàng Đông sau khi bị trảm cách chức, lòng thấy không phục tội trạng, trái lại đóng cửa không đón khách, lén lút tụ tập hạ thần, phỉ báng triều chính, ôm lòng căm phẫn, phụ lòng thánh ân, nên lệnh cho Dương Chấn tức tốc rời kinh sư, đầy về quê khâm thử. Đầy về quê khâm thử. Thảo dân tiếp chỉ. Được, được, được. Chúc hoàng thượng long thể mạnh khỏe, xã tắc trường tồn. Di thần cung chúc hoàng thượng vạn thọ chiêu cương, quốc thái dân an. Chúc hiền chủ thánh minh quét sạch phản thần, ổn định triều cương. Giờ Dương Chấn sao rồi?
Ông ơi, ông ơi, cháu sợ, cháu sợ, cháu cưng của ông. Đừng sợ, đừng sợ, có ông đây mà. Đừng sợ, đừng sợ. Đúng là trời giận người quán. Đúng là trời giận người quán. Chỉ có tiểu nhân và người xấu mới sợ. Mình là người tốt, chính nhân quân tử, đừng sợ. Ông ơi, khi nào mình rời khỏi đây đi thăm bà? Ngày mai. Mai mình về quê Đồng Đình được không? Dạ được. Ông ơi, lần này có được ngồi chung xe với ông không? Lần này được ngồi chung xe với ông rồi. Ông ơi, ông là đại quan triều đình, cháu không thể ngồi xe với kiểu của ông sao? Lần này ông không còn mũ quan nữa, cũng giống như cháu. Dương đại nhân, Dương đại nhân, Dương đại nhân, ngài không được đi đâu. Dương đại nhân, ngài không được đi đâu. Dương đại nhân, Dương đại nhân không được đi. Mọi người đứng lên đi. Nào nào nào, đứng lên đi. Nào nào nào, bà con cô bác mau đứng lên đi. Dương đại nhân, bọn ta cần ngài, ngài không được đi. Dương Chấn ta có lỗi với bách tính, không thể làm được gì nữa. Ta chỉ đành rời kinh về quê. Mong bà con cô bác tự lo cho mình. Nếu có duyên, ta chỉ mong sẽ còn gặp lại. Đứng lên, mời đứng lên. Dương đại nhân, Dương đại nhân, ngài không được đi. Dương đại nhân, Dương đại nhân, Dương đại nhân, đại nhân, đại nhân, các vị đại nhân, phiền mọi người chờ lâu, lão phu không dám nhận mà. Ân công, chúng ta làm quan trung triều, quen biết nhiều năm, lắng nghe lời dạy buôn kiếp không quên, tiễn đưa từ biệt sau là việc phải làm mà. Phải, không dám, không dám. Mau mời ân công vào chỗ ngồi. Mời ân công ngồi, xin mời, xin mời. Mời, mời, mời ân công. Ân công, ta cạn chén rượu từ biệt trước. Ngày xưa ngài cất công tới núi Nghi Thành gọi hạ quan về, làm quan trung triều nhiều năm, ta thấy rất mừng. Đâu có, đâu có, ta đã xin tấu thánh thượng, ta muốn tự quan về quê, vì làm chủ quán trụ của ta vậy. Xem ra lão phu đã liên lụy mọi người rồi. Ân công nói gì thế? Từ xưa đã có câu, gần vua như gần cọp. Chuyến này được trời kinh tới nơi khác, hoặc là về quê, hay ra biên cương nhậm chức, thì cũng được an yên tự tại. Mình tiễn biệt ân công, mình cạn chén này đi. Được rồi, được rồi, nào. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, chào tạm biệt ở đây đi. Được rồi, được rồi. Các vị, dừng bước, dừng bước. Mời ân công. Được rồi, được rồi, xin dừng bước, dừng bước. Tội thần Dương Chấn nghe chỉ. Thảo dân Dương Chấn nghe chỉ. Trẫm nghe nói hôm nay Dương Chấn rời kinh sư trở về quê hương, để tình y đã giúp sức cho triều đình hai mươi mấy năm qua, có nhiều công cán, nên ban ngự tủ tiễn biệt y, lệnh cho đứa con trai thứ ba của y đi đưa thư ở quan dịch, góp sức cho triều đình, khâm thử. Thảo dân tiếp chỉ. Phụ thân, Phiền Phong, người đúng ức hiếp người quá đáng.
Dương Công đã bị bãi quan về quê, sao lại ban thêm rượu độc hãm hại? Còn bắt công tử làm khổ sai, giả lây cho con cháu, ta khuyên ngài bớt lo chuyện bao đồng, rõ ràng là rượu tiễn biệt quan thượng ban. Sao lại nói là rượu độc hãm hại? Để công tử đi đưa thư ở dịch trạm, được ăn lương bổng hoàng gia, sao lại nói là giả lây cho con cháu? Phiền Phong, tên gian nịnh, miệng lưỡi lương liệu, cũng không che giấu nổi giả tâm lan xối của chúng bay. Ai mà không biết chúng bay giả truyền thánh chỉ, dối lừa hoàng thượng, giả truyền chiếu thư, hãm hại trung lương. Chúng bay là bọn mặt người giả thú, Đỗ đại nhân, ta thấy ngài không muốn làm quan nữa rồi. Ta không muốn làm quan lớn gì, ta về Nghi Thành làm chủ quán trụ, ngươi làm gì được ta? Dương Chấn, mau uống rượu ngự ban đi. Đợi đã, ân công, đợi đã. Ngự chỉ khó phân biệt thật giả, ngự tủ có giả hay không cũng khó nói. Đại Ti Đông ngày dám kháng thánh chỉ, chẳng lẽ không sợ quả sát thân sao? Chu Sủng này có liều chết càng gián cũng phải làm rõ phải trái đúng sai. Dương Chấn, mau uống ngự tủ đi. Ân công, ân công, ông không được uống, ông không được uống, tuyệt đối không được uống, ông ơi. Con người rồi cũng phải chết, nhưng chết không xứng đáng cũng là lẽ thường tình. Là người đứng đầu tam công, tiểu nhân nắm quyền ta lại không thể diệt trừ, còn mặt mũi gì mà dình dực nguyệt nữa? Yêu nữ làm loạn triều cương, ta không thể ngăn cấm, còn mặt mũi gì mà nhìn phụ lão Giang Đông? Chỉ bình rượu độc thôi mà, hôm nay ta sẽ uống cạn. Ân công, ông, ân công, ông, phụ thân không được uống. Ân công, phụ thân, cha, ông, ân công. Đại nhân, ông ông ơi, ân công, ông ơi, ông ơi. Phiền Phong, kẻ như ngươi không diệt trừ thì nước không yên. Ông, ông, ân công, phụ thân, ân công, ân công, ông à, phụ thân, ông à, ân công, phụ thân, cha à, ân công, ông bà. Bỉnh gì? Dạ, sau khi ta chết, gỗ tạp đóng quan tài, giải thô làm chăn, che chắn tấm thân là đủ rồi, không cần lập bia. Dạ, càng không cần lập từ đường. Ông, ân công, ông à, ân công, ông à.
Đứng lại. Phụng chỉ lệnh phiền đại dân, Dương Chấn kể công ngạo mạn, hà hiếp hạ thần, kéo bè kết đảng, buông lời bị dân, xây bậc thức mưu đồ bất chính, qua điều tra chứng cứ xác thực, qua cơ rộng lớn không liên lụy người già, dừng sát Dương Chấn không được đem về quê an táng. Đây trời xanh ơi, quan ức quá mà. Cha chồng ta dốc hết tâm huyết cho triều đình, cho bách tính, và dạy bọn ta phải sống cho thanh bạch. Sao các người vu khống cha chồng ta như thế được? Đúng. Chứng cứ của các người, chứng cứ đâu? Thái thú Hoàng Đông, ngươi cũng là thần tử, sao lại không phân biệt đúng sai chứ? Đây là chỉ lệnh của cấp trên. Các vị làm theo phép công là chức trách thần tử. Các người bỏ xác Dương Chấn lại, giải tán cả đi. Lý nào lại thế? Bọn ta khó mà nghe theo, không nghe theo cũng phải nghe thôi. Lên. Dạ. Dừng tay. Phiền đại nhân có lệnh, kẻ chống đối giết không tha. Đi, khiên xác Dương Chấn qua đây. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi, cha chồng, ông ơi, ông ơi. Năm thứ hai sau khi Dương Chấn chết, tức tháng 11, Diên Quang năm thứ tư Thuận Đế, Lưu Bảo kế vị, Phiền Phong tham ô phạm pháp, chứng cứ rành rành, xử chém đầu. Mẹ con Dương Thánh, Bá Dinh phạm tội khi quân, bị đài tới Nhạn Môn nô dịch, cảnh bảo là quốc cũ, nên xử cho hắn về quê sống nốt quãng đời còn lại. Thái úy Dương Chấn đã mất, lòng dạ thẳng thắn, làm người chính trực không vụ lợi, làm quan thanh liêm tiếng lành đồn xa. Nhưng do đám tiểu nhân dớp dơ thông đồng làm bậy, hãm hại trung lương, dấy bẩn triều đình, trung lương Dương Chấn tham quan mà chết. Ông trời phẫn nộ nên giáng thần uy, nay trẫm dẫn văn võ bá quan, bái tế trời xanh, thay thiên hoàng hối lỗi, chữa quan cho Dương Chấn, hậu táng theo lễ ở Hoa Âm, và gọi người con thứ ba Dương Bỉnh vào kinh nhậm chức tam thự lang, đưa linh cữu thái úy Dương Chấn về đồng đình Hoa Âm ban cho quốc tang. Tại sao ngày nay hơn 1.800 năm kể từ khi Dương Chấn mất, mọi người vẫn hoài niệm ông bằng nhiều cách? Người ta tìm tòi về phong cách chính trị trong sạch liêm chính của ông và nề nếp gia đình chân thật chất phác. Người ta nhớ lại tinh thần muốn người biết, từ chối vàng lúc nửa đêm của Dương Chấn và phẩm chất cao quý tự giác liêm khiết của ông. Tinh thần của Dương Chấn và Diên Minh Châu rực sáng nhất trong kho báu tinh thần dân tộc Trung Hoa.